Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đà Nẵng đang bị tấn công, thành trì của chủ tịch bị vây tứ phía. Quảng Nam, Đà Nẵng trước đây là cùng một đơn vị hành chính. Sau này, thành phố Đà Nẵng đã tách ra làm đôi. Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã được chia ra như vậy. Trước đây, ông Phúc, chủ tịch nước hiện nay nắm vùng Quảng Nam, đối với đối thủ chính trị của ông Phúc là Nguyễn Bá Thanh thì nắm Đà Nẵng. Mỗi nơi một vùng, tuy nhiên tham vọng của ông Phúc không chỉ là tỉnh Quảng Nam mà cả thành phố Đà Nẵng nữa. Mặc dù vậy bị cản trở bởi Nguyễn Bá Thanh nên trước đây ông Phúc không thể gây ảnh hưởng lên thành phố này cho được. Tuy nhiên giờ đây thì hầu hết những vây cánh của ông chủ tịch nước đã nắm được Đà Nẵng. Vụ án Việt Á, CDC Đà Nẵng là nơi ký mua test kit xét nghiệm nhiều nhất. Tuy nhiên CDC Đà Nẵng bị sờ gáy chậm nhất là bởi nơi này là lãnh địa của ông chủ tịch. Tuy nhiên, sau thời gian chần chừ thì cái lò của Nguyễn Phú Trọng đã chạm vào bộ máy lãnh đạo của ngành y ở thành phố lớn nhất miền Trung này. Đây là hình ảnh rời ga để lấy đất vàng. Vụ CDC Đà Nẵng được xem như là bước công phá đầu tiên của phe đốt lò vào thành trì của ông chủ tịch. Mà khi thành đã bị công phá thì mũi tấn công thứ hai tiến vào là điều dễ dàng. Bởi khó khăn nhất là mở cổng thành. Tuy nhiên đã buộc cổng thành mở thì tấn công vào trở nên dễ hơn. Hiện nay báo chí đang nhắm vào sai phạm đất đai ở Đà Nẵng, và cũng hiện nay khu đất vàng ở ga đường sắt Đà Nẵng đang được nhắc tên. Thời gian gần đây liên tục xuất hiện các thông tin liên quan đến đề xuất di rời đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố, đưa ra các vùng ven. Đất nơi ga thường là trung tâm và đường sắt ở đây sẽ đứng nhường chỗ cho các dự án đô thị bất động sản khủng, điển hình là những đề xuất rời ga Đà Nẵng. Và mới đây nhất, thành phố Đà Nẵng đã phát hành hồ sơ chào thầu thuê tư vấn di rời ga Đà Nẵng khỏi nội đô và phát triển đô thị, trong đó có thuê tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án phát triển đô thị sau khi rời ga đi. Từ năm 2003 đến năm 2004, dự án di rời ga Đà Nẵng đã được khởi công nghiên cứu với đề xuất vốn đầu tư khoảng 12.600 tỷ đồng, trong đó có hơn 2.400 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng, còn lại là đầu tư hạ tầng tuyến mới ra nội đô. Đây là hình ảnh báo chí nhà nước đang nhắm vào chính quyền Đà Nẵng. Cũng mới đây, Cục Đường sắt của Bộ Giao thông Vận tải đã có dự án báo cáo tổng kết luật đường sắt, trong đó đề cập đến quy định cho phép các ga đường sắt được xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ thương mại văn phòng, đặc biệt là các ga lớn có lợi thế thương mại cao. Một chuyên gia giao thông cho biết hiện tại đang có sự khác biệt trong mô hình tổ chức của các tổng công ty giao thông. Ngành hàng không có công ty chỉ khai thác phương tiện, công ty chuyên khai thác sân bay và nhà ga. Ngành hàng hải vừa khai thác hạ tầng cảng vừa có đội tàu. Riêng đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam chỉ quản lý phương tiện, nhà ga, hạ tầng đều của nhà nước. Việc di rời ga để lấy đất vàng là vấn đề rất phức tạp, bởi bên trong nó những nhóm lợi ích đứng sau, các chính quyền địa phương sẵn sàng hốt những lô đất mà thường chỉ áp dụng theo khung giá nhà nước rẻ bèo. Từ sau khi ông Nguyễn Bá Thanh mất, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã rơi vào tay của những quyền lực thân với ông chủ tịch nước. Nguyễn Xuân Anh được Nguyễn Bá Thanh nâng lên cũng ngã ngựa vào năm 2017, và sau đó con trai ông Nguyễn Bá Thanh cũng bị kỷ luật, phải bỏ cơ nghiệp chính trị, thì xem như thế lực Nguyễn Bá Thanh ở đây đã lép vế. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc đang có hậu phương không vững. Được biết ông Nguyễn Bá Thanh đã cùng kề vai sát cánh với ông Tổng và cũng vì ông Tổng mà hy sinh, thì liệu ông Tổng có sờ gáy bộ máy thành phố để phanh phui ra nhóm quyền lực thân ông chủ tịch nước hay không? Ít nhất hiện nay có hai mũi tấn công trung ương nhắm vào thành phố Đà Nẵng. Đó là mũi CDC liên quan vụ Việt Á và những hành động mờ ám liên quan đến đất vàng ở ga Đà Nẵng. Không biết rồi hậu phương của ông chủ tịch nước sẽ đứng vững được nữa hay không? Chúng ta sẽ tiếp tục xem và biết kết quả vào thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Đức Chung từng bị Tổng cục 2 chơi sát ván. Đứng đầu Tổng cục 2 là ông Phạm Ngọc Hùng, còn gọi là Hùng Tút. Tương tự như người tiền nhiệm Nguyễn Chi Vịnh, ông Phạm Ngọc Hùng khá ngang ngược
vì ỷ mình đang nắm những hồ sơ mật về chuyện thâm cung bí sử của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Được biết, ông Hùng vi phạm quy định 250 của Bộ Chính trị chống tha hóa trong việc duy trì quyền lực khi liên tục kéo dài mà không chịu nghỉ hưu, bàn giao lại cho thế hệ tiếp theo, người đã được quy hoạch, được chuẩn bị sẵn sàng để lãnh đạo ngành tình báo quốc phòng từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, không ai dám mạnh tay với ông này vì ông đang được cho rằng đang liên minh với một ủy viên Bộ Chính trị trong quân đội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung. Ông Hùng lợi dụng chi tiết trong quy định chức năng nhiệm vụ dành cho Tổng cục 2 là tình báo chiến lược toàn diện. Có nghĩa là Tổng cục 2 theo dõi cả các vấn đề về chính trị nội bộ. Trong khi đó, chức năng nhiệm vụ của Tổng cục 2 là tình báo quốc phòng. Có một câu nói nổi tiếng để mô tả về công việc mà Tổng cục 2 hiện nay là 7 phần ta, 3 phần địch. Tức là theo dõi ta nhiều hơn theo dõi địch. Ngoài việc làm sai chức năng nhiệm vụ, việc thu thập tài liệu nội bộ chủ yếu phục vụ cá nhân Tổng cục trưởng Phạm Ngọc Hùng. Trong một cuộc đi cung của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ông Chung có tiết lộ rằng ông Chung đã bị ông Hùng cho dọa cho ăn quả thối nếu không đáp ứng một số điều kiện. Đây là những thông tin mà hồ sơ tài liệu mật đã tiết lộ ra. Nhưng khi xem đến công tác nghiệp vụ chính của Tổng cục 2 thì có vẻ thực sự có đúng việc và đúng người hay không? Lâu nay giữa công an và quân đội luôn không ưa nhau, vì thế Tổng cục 2 cứ điều tra nhắm vào quan chức ngành công an. Nguyễn Đức Chung không nắm công an nên không quen biết nhiều những người đứng đầu bên tình báo của Bộ Công an, và dường như ông Nguyễn Đức Chung sẽ bị ăn quả thối thật. Theo một số nguồn tin riêng cho biết, những sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung được Tổng cục 2 thu thập và cung cấp, sau đó thì mới đến các cơ quan khác vào cuộc, và ông Nguyễn Đức Chung đã ngã ngựa. Đây là hình ảnh Phạm Ngọc Hùng đi bên bà Nguyễn Thị Kim Ngân là quyền lực không đáng ngại. Người ta nói không hiểu tại sao vị trí Chủ tịch thành phố Hà Nội cứ bất an như vậy. Hiện nay ông Nguyễn Thế Thảo, người đã nghỉ hưu từ nhiều năm trước, cũng đang bị khơi dậy. Sai phạm của ông Nguyễn Thế Thảo từ rất lâu mà không ai khui ra, để rồi bây giờ mới tổ chức thanh tra ầm ĩ. Cũng có tin cho rằng những sai phạm đó có hệ thống của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, là có bàn tay của Tổng cục 2. Khi tài liệu mật được cung cấp, Bộ Xây dựng mới vội thanh tra để không phải bị quy kết là thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Có thể nói hiện nay đơn vị tình báo quân đội đang mạnh hơn đơn vị tình báo công an là Tổng cục 5 rất nhiều. Trong nước, Tổng cục 2 tổ chức theo dõi, lập hồ sơ những quan chức cấp trung ương. Bên ngoài, Tổng cục 2 bắt tay với các lực lượng tình báo ở nước ngoài. Trong khi đó, Bộ Công an chỉ theo dõi tội phạm là thế mạnh. Họ cũng theo dõi các đồng chí trong nội bộ, nhưng không mạnh bằng quân đội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Chí Vịnh, một thời nắm Tổng cục 2 đầy quyền lực. Từ thời ông Nguyễn Phú Trọng làm bí thư Hà Nội, ông Trọng vào tứ trụ và cầm quyền từ đó đến bây giờ. Tuy nhiên, từ thời Tổng Bí thư sau ông Trọng đều có vẻ lặng lẽ hơn rất nhiều. Như ông Phạm Thế Duyệt, ông Phạm Quang Nghị, ông Hoàng Trung Hải và đến giờ là Đinh Tiến Dũng đều âm thầm và rất khó có thể triển vọng tiến xa. Nguyên nhân, thủ đô là nơi quá gần với Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng. Nếu không cẩn thận, những yếu điểm được điều tra, lập danh sách đen rồi sau đó giúp một thế lực nào đó kiểm soát dân sự. Có người nói rằng ngồi với chiếc ghế bí thư hay chủ tịch thành phố Hà Nội đều là cái ghế rất cạm bẫy. Ngồi vào hai ghế này đều có thể dễ chuốc lấy rủi ro cho sự nghiệp chính trị của bản thân. Tuy nhiên, dù rủi ro, chiếc ghế lãnh đạo thành phố thủ đô vẫn rất hấp dẫn, là mục tiêu của rất nhiều thế lực khác nhau đang tranh giành trong đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin Nguyễn Đức Chung từng bị Tổng cục 2 chơi sát ván. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.